Chào các bạn, hôm nay mình xin gửi tới các bạn video đánh giá những ưu nhược điểm trên chiếc camera của chiếc Z5, một sản phẩm mới ra mắt mà có khá nhiều cải tiến so với người đàn anh trước. Mình thật sự khoái khi cầm chiếc Z5 trên tay vì đây là chiếc điện thoại mang những cái công nghệ tiên tiến nhất của Sony trong mặt cảm biến máy ảnh ở thời điểm hiện tại, thậm chí là họ còn ghi thẳng số chấm lên mặt sau. Camera của máy có số chấm 23 megapixel, cao hơn là 20,7 megapixel trên Z4, có độ mở f2.0 tương đối lớn. Cùng với nâng cấp này sẽ là chế độ lấy nét mới có tên là Hybrid Autofocus, dù vẫn chưa có chống rung quang học. Để đánh đổi điều này thì khả năng hoạt động chống rung điện tử khá tốt dù nó không hiệu quả bằng. Mặt trước sẽ là một camera 5 chấm, khẩu độ f2.4 và tiêu cự là 25mm. Với các thông số camera của máy, có thể thấy rằng Z5 đang sở hữu một loạt những cái con số rất là ấn tượng về độ phân giải. Tuy nhiên, chất lượng ảnh ra sao thì một lúc nữa mới có thể biết được. Phần cứng tốt nhưng phần mềm của máy là thứ làm mình thất vọng. Nếu các bạn đã dùng những sản phẩm trước như là Z3, Z4 thì sẽ thấy chế độ auto của máy khá là chán, không ngon lành như là bọn S6 hay là iPhone. Chế độ auto sẽ tự động nhận diện cảnh, tuy nhiên cái chính là chế độ tự động thường màu bị mết và hơi bị mất chi tiết, kiểu như là bị xử lý quá tay. Z5 có rất nhiều chế độ nhưng mà hầu hết thì chỉ mang tính vui vẻ, không mang tính nghệ thuật và chuyên nghiệp cao, cũng chưa khai thác được cái số chấm khủng và phần mềm thì còn thiếu ổn định. Mình có sử dụng trong hơn một ngày để chụp nhưng mà khá nhiều lần máy báo lỗi từ camera không tồn tại này hay là không hoạt động. Một vấn đề khác là nếu mà chụp nhiều ảnh nhưng mà không chụp liên tục thì sau khoảng 10 đến 15 tấm là máy bắt đầu lưu ảnh chậm dần, nhiều khi phải mất gần một giây lác lác thì mới lưu được. Đây thì vẫn chưa phải là những cái điểm yếu lớn nhất, mà cái thiếu thốn nhất của Z5 so với các sản phẩm đầu bảng khác đấy chính là cái chế độ thủ công. Vâng, một chế độ lấy nét thủ công thực sự sẽ phải cho phép người dùng cân chỉnh các thông số như là phơi sáng này, lấy nét bằng tay. Tất cả những gì mà chế độ thủ công của Sony làm được đó là chỉnh cân bằng trắng, bù trừ sáng và bật HDR. Nếu so với Note 5, rõ ràng là chế độ này quá nghèo nàn, cung cấp quá ít tùy chỉnh. Mặt khác, với những thao tác đơn giản như bật HDR, đầu tiên thì mình sẽ phải chuyển từ chế độ auto sang thủ công này, rồi từ chế độ thủ công mở menu và bật HDR. Quá nhiều thao tác cho một cái chức năng đơn giản như vậy. Tóm lại, bản thân mình cảm thấy phần mềm của máy còn phải tối ưu rất nhiều nữa trong việc đơn giản hóa các thao tác và đem đến khả năng kiểm soát máy ảnh nhiều hơn cho người dùng. Trong mảng máy ảnh chuyên nghiệp thì họ làm rất tốt. Tuy nhiên, về mặt phần mềm trên smartphone, rõ ràng là Sony còn đòi hỏi LG, Samsung hay là thậm chí HTC rất là nhiều. Đến với chất lượng ảnh thì toàn bộ mình sẽ chụp bằng chế độ tự động và quay phim lại màn hình cho các bạn xem. Ảnh gốc các bạn có thể tìm trong link đặt ở phía dưới phần mô tả. Chiếc Z5 mình sử dụng đó là bản chính hãng, hai SIM được phân phối trực tiếp bởi Di Động Thông Minh. Công bằng mà nói thì Z5 có một camera đẹp. Trong điều kiện ánh sáng ban ngày, với trời nắng này, ít mây, chi tiết của ảnh cực kỳ nhiều, màu sắc trông khá là ổn. Chế độ auto của Z5 thì có vẻ tốt hơn trên Z3 khi mà màu sắc không bị bệt quá nhiều và độ nét được đẩy lên khá là hợp lý. Giải tương phản nhìn chung là khá ok, thỉnh thoảng hay bị bù sáng quá mức nhưng mà không thường xuyên. Nhất là nếu chụp phong cảnh thì cực kỳ tuyệt vời bởi nó có một cái bầu trời xanh ngắt, ảnh cực kỳ mịn. Máy lấy nét cực nhanh trong điều trời sáng, đúng với những gì Sony quảng cáo. Khi ở môi trường ánh sáng yếu dần thì chất lượng ảnh của Z5 cũng tỷ lệ thuận theo mà xuống. Về tổng thể thì ảnh trông vẫn ổn, tuy nhiên bắt đầu có hiện tượng ám tím ở vùng tối của ảnh. Cái này làm mình liên tưởng đến cái camera của chiếc One HTC M7 là rất hay bị ám tím. Và càng tối thì các cái phần tím này càng nhiều lên và rõ rệt hơn, làm cho bức ảnh rất là tệ. Chiếc S5 mình cầm theo thì hoàn toàn không bị tím tí nào. Với những cái bức ảnh không bị ám tím thì rất là đẹp, trong trẻo, cân bằng trắng chuẩn dù bị mất chi tiết khá nhiều khi mà zoom lên 100%. Khả năng lấy nét thì bắt đầu trục trặc với vài bức ảnh bị ám nét. Còn nếu các bạn đam mê chụp ảnh macro, Z5 là lựa chọn ổn với khả năng lấy nét khoảng cách từ 5 đến 6cm. Vùng phía giữa ảnh ngon lành, nhưng càng về rìa ảnh thì độ nét càng giảm. Ngoài điểm đó thì màu sắc, độ tương phản hay độ chi tiết thì mình không để chê vào đâu được. Ở những hoàn cảnh có ánh sáng phức tạp, Z5 xử lý khá tốt bằng việc cân bằng ánh sáng tương đối hài hòa. Camera trước thì cũng có cái chất lượng có thể nói là tương đương với camera chính. Trời sáng đẹp thì ảnh không chê vào đâu được, chi tiết và cân bằng sáng tuyệt vời. Ánh sáng yếu vẫn khá ổn dù chi tiết bắt đầu mất, nhỡ bắt đầu xuất hiện. Lạ là nó vẫn gặp về vấn đề ám tím, không rõ đây là vấn đề từ phần cứng hay là phần mềm và hy vọng là sẽ khắc phục được. Còn về phần quay phim, mình sẽ tóm gọn lại với ý chính, đó là đẹp này, ổn định hình ảnh quỹ số tốt hơn kỳ vọng, cân bằng trắng hơi mu ở ánh sáng vàng. Nếu quay 4K thì máy rất là nóng sau khoảng 3 phút. Mời các bạn theo dõi video của máy để thấy rõ hơn. Sau cùng, tất cả những gì mình muốn nói về camera của Z5 là máy có những ưu điểm như là chế độ auto ngon lành hơn Z3 này, lấy nét cực kỳ nhanh, chụp buổi tối ít nhiễu,
chụp ngày thì càng đẹp. Nhược điểm của nó là phần mềm chưa ngon lành, thiếu các tính năng như là chống rung quang học này, flash kép, không có chế độ phơi sáng và việc ám tím cần được phải được khắc phục ngay lập tức. Câu chuyện về cái máy ảnh của Z5 có lẽ vẫn cần Z6 trong tương lai để hoàn thiện hơn. Còn bây giờ, thật là khó cho Sony nếu mà đặt sản phẩm của họ cạnh Note 5, S6S hay là iPhone 6S. Cảm ơn vì đã theo dõi video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.